Xin chào tất cả các bạn, mình là Suzuki Kensuke. Trong những video này mình chạy ắc thì mình sẽ không có thu âm tiếng của mình. Chủ yếu là các video này cho mọi người thấy được cái quá trình mình chơi ở những ngày đầu tiên của mùa mới. Khởi đầu với con số 0, không có bất cứ một trang bị nào cả. Mình sẽ chơi ra sao? Sau đây ai cần tham khảo thì hãy xem video của mình nha. Don't do anything I would.
dẫn bội. Quên tại sao mày nói ra.
nhận chưa?
Video tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ai chưa đăng ký thì nhớ bấm đăng ký cho mình nha. Đừng quên thả like và ấn chuông thông báo để có thể theo dõi những video mới nhất của mình. Bye bye và hẹn gặp lại tất cả mọi người.